Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu thành phần Score View. Thì để lấy cái ví dụ này, tớ sẽ tạo ra một cái component khác. Trong cái component trong cái màn hình này đi, chúng ta sẽ tạo ra một cái file có tên là demo đi. 1.ts. Chúng ta sẽ không đè vào cái file home nữa bởi vì nó rối. Tí nữa chúng ta sẽ áp dụng vào nó sau, bây giờ học cơ bản trước. Đầu tiên chúng ta vẫn import thôi. Ở React, form React. Rồi chúng ta cũng khai báo một component demo 1 bằng mà anh em vẫn gì tơn thôi. Anh em có một cái check import nó đúng không? Rồi hello. Ô sao hôm nay nó import chuẩn thế? Rồi sau đó export thôi nhỉ. Export default demo 1 thì tạm thời đang chạy màn hình home thì chúng ta sẽ cho nó chạy cái màn hình demo 1. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta sẽ có màn hình demo 1 ở đây. Bây giờ các bạn sẽ đi tìm hiểu cái thành phần đầu tiên, đấy là Score View. Đấy. Thì với chúng ta nhìn thấy lý thuyết rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào thực hành thôi. Thì các bạn ở đây tôi sẽ ghi nó là demo Score View. Thế giả dụ như bây giờ chúng ta có nó như sau này, chúng ta có một cái view này. Trong cái view này tớ sẽ có một cái tag này. À, cái view này cũng import luôn nhé. Rồi có một cái tag. Tag ở đây sẽ ghi đó là đạt 09. Sau đó tớ sẽ có một hình ảnh image. Đây. Tớ đóng ở đây. Tất nhiên thì tớ sẽ để cái đường dẫn ảnh chúng ta để online cũng được. URI 2 chấm nháy. Online hay offline nhỉ? Hả? Ảnh sẵn à? Ok, ảnh sẵn. Thì ảnh sẵn thì chúng ta sẽ phải dùng có thông qua gì nhỉ? Rồi, đây chấm chấm swag. Đúng không? Anh em đi vào trong thư mục asset, sau đó anh em swag. Anh em lấy một cái gì đấy. Key value này 4 à? Gì? Dưới cùng à? Đây á? Ok em. Rồi bây giờ vấn đề là tớ sẽ có nhiều cái thằng này. Rồi sau đó tớ chạy. Gì này? Ai chả? Bây giờ chúng ta sẽ style cho nó một chút. Style luôn ở đây nhá. Stine bằng xoắn nhỉ. Sau đó chúng ta để width khoảng bao nhiêu nhỉ? Ừ, 100% luôn đi. Mình đặt hay luôn nhỉ? Hay hai anh em sẽ để nó khoảng 2 nít. Đó thì anh em sẽ nhìn thấy này. Nhưng tuy nhiên thì ở đây chúng ta có ở đây tôi sẽ set cho cái này nó to lên tí. Style. Background color chúng ta sẽ để màu đỏ. Ở padding anh em sẽ để khoảng 10. Sau đó mình anh em sẽ cho check and center để ra giữa. Ok, thì vấn đề bây giờ anh em nhìn thấy trong này có mấy cái đạt 09 nhỉ? 1, 2, 3. Nhưng trên thực tế chúng ta có mấy đạt 09? Vậy thì một thành phần nó đã bị ẩn dưới này. Đó. Thì trong cái trường hợp này chúng ta có thể sử dụng cái score view. Thì để sử dụng score view này thì anh em sẽ nhớ lại lý thuyết. Đấy là score view này sẽ bọc một số các component ở trong. Và nó có khả năng là cuộn được chuột. Đấy, cuộn người ta có vuốt lên nhá thì nó là cái thanh để cuộn cuộn. À, tất nhiên là không phải là năn chuột đâu bởi vì là đây là sự kiện trên điện thoại nó khác với web. Thì cái scroll view anh em dùng như nào, anh em chỉ cần scroll view như này đấy rồi anh em import nó vào là xong. Sau đó anh em bọc tất cả cái thành phần này trong scroll view Ctrl S hãy bọc nó. Đây là cách thứ nhất nhé. Đây rồi anh em new vào thì lúc này anh em sẽ nhìn thấy trên này chúng ta có thể trượt lên được đấy, được chưa? Thì trong cái tài liệu ở đây nó nói thì score view nó là một thành phần chứa những cái thành phần khác ở bên trong nó và nó có khả năng scroll các cái thành phần bên trong nó. Đấy, và tất cả và các cái thành phần trong scroll không thể đồng nhất. Và thậm chí là chúng ta có thể scroll dọc hoặc scroll ngang. Đấy. Thì vấn đề là bây giờ nếu chúng ta cứ đặt cái component nào ở trong cái scroll view thì chúng ta có thể cuộn được nó. Thì ở đây chúng ta bao gồm tất cả các màn hình và đặt trong scroll view cho nên khi chúng ta scroll view như này thì nó cuộn cả cái thanh gì đi nhỉ? Demo Score View đi. Bởi vì Demo Score View nó cũng nằm trong đâu nhỉ?
Thế bây giờ chúng ta sẽ có tình huống thứ hai. Bây giờ tớ sẽ bỏ cái score view này, tớ không bọc cái text đấy nữa mà tớ chỉ bọc những cái deep này thôi, à những cái view này thôi. Đó thì anh em sẽ nhìn thấy ra mà có chuyện gì xảy ra nhé. Thì lúc này anh em nhìn thấy nó chỉ trượt cái gì thôi à? Nó chỉ trượt những cái khung nằm trong nó thôi, còn cái thằng viền khác vẫn làm sao nhỉ? Đứng yên. À đứng yên, nó không cuộn cả cái thành quần ở trong nó. À, ở ngoài nó chỉ cuộn những cái thành phần ở trong nó thôi. Đấy là ý nghĩa của Score View các bạn nhé. Rồi thì ngoài ra thì trong cái tài liệu của chúng ta nó còn nhắc đến, đấy là ngoài chúng ta cuộn dọc thì chúng ta còn có thể cuộn ngang. Và trong cái cuộn ngang này thì nó cũng được áp dụng chứ không phải không. Áp dụng ở đâu thì các bạn có thể nhìn thấy khi mà chúng ta dùng Shopee Mobile app app Mobile. Thì thực ra chúng ta đã sử dụng nó rồi. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy nó làm đẹp quá thôi nên chúng ta không nhận ra thôi. Đây. Đúng, nó sẽ có cái icon đấy, đúng rồi đấy. Vuốt ngang đây, phải con này không? Đúng đó, được chưa? Thì cái này nó cũng giống như cái trường hợp này của mình. Giống cái trường hợp mà cái màn hình home của mình có phải không? Tí nữa chúng ta sẽ thấy nó giống cái trường hợp home, màn hình home. Thì vấn đề bây giờ của anh em nó sẽ thể vuốt sang ngang để nó trượt ngang. Còn vuốt lên trên, vuốt dưới để trượt xuống dưới, trượt lên. Thì để mà trượt được ngang thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Khi mà anh em muốn trượt ngang thì tất nhiên bây giờ anh em sẽ đổi này cho tôi một chút, không chúng ta không để width 100% nữa mà anh em sẽ để width khoảng mấy mấy nhỉ? 50% à? Cũng được luôn. Đấy. Thì em nhìn như sau. Thì bây giờ nếu mà anh em vẫn để như nguyên thì kết quả nó vẫn thế thôi. Được chưa? Nhưng nếu anh em để cái scroll view này có một cái thuộc tính như chúng ta nói, đấy là trượt theo cái chiều dọc, được chưa? Đó. Thì anh em nhìn này, mặc định default nó sẽ ép tất cả bọn này nằm trên một row hết, một hàng hết. Đấy chưa? Đấy, được chưa? Thế bây giờ anh em để 50% thì anh em sẽ bộ vào để kích thước thật của nó vào. Em có thể để nó khoảng bao nhiêu nhỉ? À 200 200 là hình vuông luôn ý, giống cái danh mục của cái màn hình home của mình. Đó thì anh em nhìn này. Đấy, em thấy là em có thể vuốt được ngang không? Đó, vậy thôi. Đó, đấy, giờ vuốt ngang. Bây giờ anh em muốn trang trí nó đẹp đẹp một chút giống như cái của mình thì mình cũng làm được thôi, đúng không? Mình sẽ cho mỗi cái bọn này nó sẽ làm sao nhỉ? Style cho nó một tí. Đúng, người ta có thể dùng nó để làm slide trượt hoặc là người ta có thể sử dụng luôn cái over carousel, nó có luôn over carousel em nhé. Giống trên web. Đấy em nhìn này. Đấy, có thể trượt. Có luôn. Được chưa? Đấy, được chưa? Ok nhá. Đó. Rồi thì đấy là cái thành phần mà chúng ta có thể áp dụng nó. Đấy. Ok. Thì ngoài ra đấy là hai cái thành phần chính, nhưng trong tài liệu của chúng ta nó có nói rằng em nhìn này, đối với cái thằng Score View này thì nó sẽ hoạt động tốt nhất khi mà nó trình bày một cái số lượng nhỏ những cái phần tử và các kích thước của nó hạn chế. Thế một cái vấn đề xảy ra là khi mà anh em đọc từ web API ra sản phẩm để em đổ đây. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cái này lại thành cái chiều này nhé. Đấy. Vấn đề là bây giờ anh em sẽ đọc dữ liệu từ API, web API anh em đổ ra đây thì nó có một cái vấn đề là dữ liệu này chúng ta nó rất là dài mà chúng ta thậm chí còn phải phân trang các thứ nữa. Đấy, mà chưa biết được số phần tử bao nhiêu nó kết thúc. Ví dụ như các bạn dùng Shopee chúng ta vuốt cả ngày nó cũng chả hết đúng không? Nhỉ. Đấy. Thế thì nó bảo rằng đối với Score View thì nó chỉ trình bày một số lượng nhỏ các kích thước và nó hạn chế thôi, tức là khi mà anh em xác định rằng á nó mới ít cái thành phần con ở trong thì em có thể áp dụng Score View. Nhưng nếu anh em nhiều hơn, anh em đọc dữ liệu từ database, anh em đọc dữ liệu từ đâu đó thì anh em sẽ nên phải dùng một cái được gọi là flat knit để thay thế. Và cái flat knit này nó khá là hay và chúng ta sẽ đi tìm hiểu thành phần flat knit này như sau. Ok thì vấn đề bây giờ chúng ta sẽ sử dụng flat knit. Flat knit thì trong này nó là một cái component có sẵn ở trong React Native và anh em bắt buộc phải truyền vào cái thuộc tính là data. Data ở đây là chứa một mảng object để nó thực hiện duyệt. Thì anh em nhìn thấy cái mảng object này anh em sẽ còn nhớ đến cái web API khi mà anh em dùng Angular anh em call dữ liệu từ web API ấy thì nó sẽ có đúng cái dạng như này luôn. Đó là mảng JSON và tự động bạt sang mảng object. Thì trong tình huống này cũng phải truyền vào đây cái này. Tất nhiên trong bài hôm nay chúng ta chỉ có sử dụng fetch cái data này thôi. Ngoài ra anh em cần phải có thêm một cái thuộc tính nữa, đây là render item.
Render item này nó sẽ trả về các item mà anh em muốn thực hiện render ra. Đấy, FlatNit nó gồm tối thiểu là hai cái thành phần đó. Thì bây giờ anh em sẽ thử đi dùng FlatNit thay cho SconeView ở trong tình huống này. Em từng cùng xem nhé. Rồi, về trong cái này thì tớ sẽ comment thằng này vô. Comment. Rồi, ok. Thì bây giờ chả có gì. Và tớ sẽ chỉnh cái tiêu đề đây là gì nhỉ? Demo gì ạ? FlatNit. Đấy, ok. Rồi bây giờ tớ sẽ sử dụng cái thành phần FlatNit như sau. Chúng ta sẽ có FlatNit từ thư viện. Đó. Đóng. Control cách import. Import chưa? Import rồi nhưng nó vẫn lỗi và nó bảo rằng ôi bạn ơi bạn missing thiếu cái gì rồi à? Thuộc tính gì đây em có đọc được không ạ? À? Thuộc tính gì á? À? Đa gì nhỉ? Nó thiếu cái gì á? Đọc được không? Data, thứ nhất là data luôn nhỉ, và thứ hai nữa là gender item, chính xác đúng không? Đúng vậy thôi. Thì bây giờ em phải có thứ nhất là data. Nhưng mà data trong này thì nó chuyển vào một cái mảng như này, mảng object, được chưa? Và gender item thì nó sẽ gender về các cái phần tử mà chúng ta cần có. Đấy, thì em cứ để đây đã. Đấy, được chưa? Trong này nó sẽ có một cái hàm như này. Đó, như này. Được chưa? Xoắn nó đây. Đấy, và trong này em sẽ trả về cái thành phần này. Đấy, tí nó sẽ trả về thành phần này em nhé. Đó, em cứ enter luôn đấy được. Đấy, đây là cú pháp của nó. Rồi. Ok thì vấn đề là data, data này thì chúng ta phải phải fetch dữ liệu thôi. Hiện tại bây giờ chúng ta chưa call được với web service thì chúng ta sẽ tạo một cái fetch data ở đây. Em có thể khai báo con sư tử data fake. Data fake anh em bằng một cái mảng đáng. Được chưa? Trong cái mảng này thì anh em thấy rằng nó sẽ là một mảng đối tượng. Đấy, cái này học trong kỳ 1 rồi. Đấy, nó có thuộc tính và giá trị của nó. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ có tên đúng không? À, chúng ta có thêm cả ID đi. ID 1, name 2 chấm giá trị của nó. Ví dụ như là đạt 09. Phẩy thêm một cái gì nữa nhỉ? Image đúng không? Rồi image image 2 chấm và cái ảnh của chúng ta thì bắt lúc này bắt buộc chúng ta sẽ tạm thời dùng cái này. Không cả cái này luôn. Nhá. Ai à? Thế này thì phải dùng cái gì nhỉ? Dùng cái nháy này. Tất nhiên thì như anh em biết đấy, nếu mà sau này gọi từ web API thì cái này nó không phải gì qua nữa mà nó là cả một cái gì nhỉ? Cả một cái gì ạ? À? Cái đường dẫn ảnh. Đúng không? Đường dẫn đấy phải là đường dẫn online và nó sẽ sử dụng được hình ảnh. Đấy, nếu mà anh em viết API rồi thì sẽ nắm được như vậy. Thì tạm thời bây giờ chúng ta để vào đây đã. Còn trên thực tế thì sau này nó sẽ như thế này này các bạn này. Chúng ta sẽ đi tìm nhá. À, ảnh 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 gì nhỉ? Ảnh meme là cái gì? Ảnh sinh. Rồi ví dụ như anh em nếu mà dùng cái ảnh này thì anh em thấy rằng là sau này ấy, nó sẽ là cái link ảnh này. Đó, nó như này nhá. Đây, được chưa? Đấy, thôi bây giờ chúng ta sẽ cũng tạm thời lấy luôn cái link ảnh này đi. Cho nó đúng với kịch bản, đúng không? Đấy. Paste vào đây. Ok, vậy đó. Thì bây giờ anh em sẽ thêm vài phần tử nữa. Ví dụ chúng ta có vài phần tử nữa. Ví dụ ở đây là 2. Ở đây mấy nhỉ? 3, thằng này 08 này, à 09 này, đạt gì nhỉ? Đạt 07 là cái gì? Đạt G này. Đạt gì nữa nhỉ? Đạt 1 nít à? Đủ chưa nhỉ? Đấy, tạm thế đã nhỉ? Rồi ok, kiểu như vậy. Thì bây giờ cái data này của chúng ta truyền vào này, nó sẽ là một cái mảng. Thì bây giờ cái biến này của chúng ta nó chính là một mảng rồi. Thì chúng ta sẽ đặt cái biến data fetch vào đây các bạn nhé. Đấy, data fetch. Rồi. Thế còn gender item này thì em sẽ phải truyền vào đây một cái object như này. Và cái object này ấy, thì khi mà cái flatlist này nó hoạt động thì nó sẽ lob qua tất cả các phần tử trong này. Lob qua tất cả phần tử. Và cái biến mà em truyền vào đây nó chính là từng cái đối tượng này một em nhé. Ví dụ ở đây chúng ta chỉ cần điền ở đây là item. Đó, và lúc này cái item này chính là từng cái object này một và em chỉ cần nhiệm vụ đấy là hiển thị nó ra thôi. Ví dụ tôi sẽ hiển thị tên một cách là xoắn item chấm gì nhỉ? Đúng, chấm name, chấm name. Tương tự như thế thì cái hình ảnh này mà đã là hình ảnh link online thì chúng ta phải thêm một dấu xoắn nữa, sau đó là URI. Đúng không? Hai chấm và em sẽ in cái biến của em ra. Biến của em chính là gì nhỉ? Item chấm gì nhỉ? Image. Ok. Đó, vậy thôi thì em sẽ quay trở lại ứng dụng của chúng ta. Ui, ảnh em sao nhỉ?
Ảnh tên thì ra nhưng ảnh thì làm sao ạ? À? Chưa có à? Thảo ma đấy nhỉ? Xem nào, ảnh à? Có chắc cái ảnh này sẽ chạy không? Chưa biết nhỉ, thử nhá. Có mà. Ảnh đẹp hơn khác đấy nhỉ? URI à? URI. Mày xoắn à? Phải không thử à? Xoắn này á? Nghe chừng hơi điêu nhỉ? Cái này thì chúng ta sẽ đây, nếu mà chúng ta truyền cái link trực tiếp này vào thì nó sẽ hiện thôi, để xem nó có hiện không đã nhá. Đây bình thường là như này đúng không? À nó cũng trả ra nữa này. Có lẽ là chúng ta phải ấn R một phát. Cũng không ra nhỉ? Có sao vậy? Image. Width một. À, vô lý đấy. Thế cái ảnh bình thường này có ra không? Em ảnh bình thường có ra không nhé? À, có thể là cái điện thoại của chúng ta không có mạng em ạ. Chúng ta xem nó có mạng không? Vì cái ảnh đấy là ảnh online cho nên nó phải gì nhỉ? Ừ, có mạng cơ. Ừ, thế mới cái nởm nhỉ? À, thế chúng ta ngắt nó đi một phát đã. Ngắt nó đi nhá. Đây chúng ta sẽ thử lại phát nữa, nếu mà nó không 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 có mạng thì mình phải chấp nhận đã. Mình sẽ để thử cái đường online ở đây đã. Còn nếu không được thì chúng ta tạm thời để kia. Còn à nó không được rồi. Không có mạng nó sẽ không chạy. Vì cái ảnh kia là ảnh online mà. Hoặc là một lúc nữa nó mới hiện ra. Đây rồi. Đấy, được chưa? Đó, và trên thực tế thì chỗ này chúng ta chỉ cần in cái biến này ra thôi. Nhá, email thì bỏ cái dài dòng này đi. Và thay vào đó thì anh em sẽ để là gì nhỉ? A chấm chấm image à, Canvas. Đó, thì anh em thấy rằng cái ảnh của chúng ta vẫn được như bình thường. Đó, đấy là cái flat nit em nhé. Đó. Rồi, những cái flat nit này thì đây nó là cái dạng mà cột thì nó đơn giản nhé. Nhưng mà nếu chúng ta có nhiều cột, 2 đến 3 cột hay 4 cột thì nó phải làm khác và tí nữa chúng ta sẽ xem sau. Được chưa? Đó, vậy tạm thời chúng ta sẽ làm được như này đã. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái thành phần tiếp theo. Thì giả dụ như bây giờ anh em có một cái danh sách người yêu cũ. À, không, giờ anh em có cái danh bạ, anh em biết danh bạ điện thoại không? Danh bạ với nào? Điện thoại. Em nhìn này. Cái danh bạ điện thoại ấy thì nó sẽ hay có cái chữ đây này. A này, xong đến B này. Em hình dung không? Đấy thì cái đó là cái gì? Trong React Native nó cũng support cho anh em có một cái phần đó. Cái đó nó được gọi là cái phần section niche. Đấy, section niche. Được chưa? Rồi, thì bây giờ anh em sẽ làm một cái danh sách người yêu cũ nhé. Demo một cái đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái màn hình mới. New file. Và chúng ta ghi đó là người yêu cũ. Chấm TX. Rồi, sau đó chúng ta cũng sẽ import React này. React, form React. Rồi, tương tự anh em cũng khai báo component đó, đó là người yêu cũ. Người yêu cũ bằng. Đấy. Rồi, anh em cũng sẽ return một cái JSX, đúng không? Đây. Rồi, sau đó anh em cũng thực hiện export. À, export mà. À, default. À, người yêu cũ. Rồi, trong cái người yêu cũ này thì chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ tớ sẽ có một cái tag ở đây trước. Một text. Ok, sau đó chúng ta sẽ ghi đây là danh sách người yêu cũ. Chúng ta cũng đi CSS cho nó một chút, đúng không? À, đây, giống như cái vừa nãy chúng ta search đó là cái danh bạ điện thoại của danh bạ. Đấy, đúng không? Đấy, tùy nhá, mình thôi mình cứ làm cho nó nhìn ra gì một chút là được, đúng không? Cũng không cần phải đẹp lắm. Color em cho màu người yêu cũ thì thường là màu gì nhỉ? Đỏ. Người yêu cũ thường là màu xám xịt thôi, gray. À nhầm,
Mình chúng ta để background đi, để color thì background color màu gray. Hôm trước thì em để là màu trắng, color màu trắng là màu white, hoặc em để mã màu. Sau đó em để check in center, cho chữ to to một chút nhỉ. Center, sau em cho full size, em để khoảng bao nhiêu nhỉ? 26. Rồi, em sẽ cho cái component người yêu cũ này nó chạy qua cái app này. Tạm thời em comment demo 1. Sau đó em sẽ mở cái component là người yêu cũ ra. Người yêu cũ. Rồi em đóng. Rồi thì bây giờ ra cái ứng dụng của em sẽ có cái danh sách người yêu cũ ở đây. Sau đó em sẽ trang trí một chút. Đây em quay lại người yêu cũ. Người yêu cũ lúc này thì em sẽ có một cái div như này. Một cái div, một cái view. Một view này, đúng không? Trong view này thì em sẽ có một cái image và một cái hình ảnh. À, một cái text. Đơn giản em để text nhé. Còn sau này em có thể biến tấu nó thành cái khác. Rồi. Cái ảnh này thì tương tự như thế. Em cũng sẽ đi lấy cái ảnh trên mạng thôi. URI 2. Sorry, URI thì mình phải dùng 4 xoắn, đúng không? Sau đó mới đến URI 2. Và em sẽ điền cái link ảnh vào đây. Em sẽ lên trên mạng em search người yêu cũ sinh. Xin ghé. Hả? Sao em sao chép địa chỉ hình ảnh? Rồi, em copy. Rồi, sau đó em tạm thời em để ở đây đã, xong mình CS sau nhỉ? Nó dài đấy. Dài nhỉ? Đây là bài báo à? Ok nó nhỉ? Sau đó mình sẽ cho bên này một cái check và tên của người yêu cũ. Ví dụ như là người yêu cũ của Vinh tên là gì? Nguyễn Sĩ Anh Sáng. Thế Nguyễn Thị Nhung à? Nhung Huyền à? Ừ, rồi, cứ tạm thế đã. Rồi sau đó em sẽ CS cho thằng này nó nên như nào, xem ứng dụng của mình nhá. Ô, hình ảnh đâu rồi? Nhưng mà hình ảnh này có vẻ nó không ổn lắm nhỉ? Ừ, nó không phải không trôi được mà là cái ảnh mà online này thì nó cứ phải đợi một lúc nó mới 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 gì được cơ. Cái máy của mình nó hơi hơi cùi. Hơi nát Vegas à. Thế thôi, thế bây giờ mình sẽ chơi cái ảnh kiểu gì nhỉ? Kiểu tải về nhá. Tạm thời mình chơi như thế. Ok, mình tải về bằng cách nào nhỉ? Chuột phải à? Ai đấy? Đây phim á? Đâu khóc đâu em? Đang khóc. Đây á? Hay đây? Ừ, em giống ý thầy đấy nhỉ, níu nhá. Níu vào đâu nhỉ? Níu vào luôn thư mục dự án nhá, đúng không? Đang khóc à? Khi người mình yêu khóc á? Mây dâng nôi nhưng mây đang kín lòng à. Người yêu cũ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ để gì quay vào đây thôi. Gì quay. Chấm chấm xoạc. Sau đó là em để asset xoạc một phát nữa. Em để gì nhỉ? Người yêu cũ chấm jpg. Rồi, bây giờ ý tưởng của chúng ta là sẽ set giống như cái màn hình vừa rồi chúng ta xem ấy. Đấy là nó sẽ hình tròn và cái tên nó bên cạnh. Em làm như nào nhỉ? Thứ nhất là em sẽ CS cho thằng này. Em đặt là gì đi nhỉ? Sai em CS nhá. Đấy, ví dụ như bạn nào làm bài tập lớn thì có thể làm một cái màn hình gọi là danh sách gì nhỉ? Danh sách bạn bè. Ừ, danh sách bạn bè đúng không? Để chấm đây được gọi là avatar. Avatar. Đó, thì tất nhiên em phải khai báo rồi ở đây rồi, constant style bằng cái gì nhỉ? Sao gì nhỉ? Vậy hả? Chấm create đúng không? Rồi em chuyển vào đây, avatar. Ý tưởng của tôi sẽ là cho nó hình tròn. Vậy tôi sẽ để width bao nhiêu nhỉ? 100, hay tôi cũng để là 1 gì ạ? 100. Sau đó làm gì nữa các bạn? Cho nó là hình tròn mà. Hình tròn thì sẽ là gì nhỉ? Vậy hả? Ừ, thế chúng ta để 50 thôi nhỉ? Trăm hơi hơi gì? 50 thôi nhỉ? Đó, sau em làm gì nữa nhỉ?
À, Border Riot khoảng bao nhiêu nhỉ? 50 à? Tròn chưa? Tròn banh luôn nhỉ? Ừ. Bây giờ em sẽ set cho thằng này cho nó nằm cùng hàng đi. Style này, bằng này. À, style chấm mình đặt tên nó là gì nhỉ? À, item đi. À, trong item này thì em sẽ phẩy một cái, sau đó hai chấm. Rồi cái gì nhỉ? Cho nó nằm trên cùng hàng em nhỉ? Cái gì em nhỉ? Cái gì nhỉ? Flex gì nhỉ? Direction hai chấm gì nhỉ? Đâu? Đó. Em căn cho cái tách này và cái cô bé này nó cùng nhau thì nó cùng ngang ngang một chút thì sẽ gì nhỉ? Align gì nhỉ? Hả? Ừ. Center. Rồi, đấy đúng không? Ok, thì bây giờ nhiệm vụ của em là sẽ set cho bọn này một chút, nó đẩy trên margin. Margin đi, em để khoảng 10 năm đi. Đấy, đại khái một chút. Đấy, cái tách này em cũng sẽ cho nó tí nhỉ. Tách ở đây rồi, lười quá, viết luôn đây nhá, cho nhanh này. Em sẽ viết là font size to khoảng bao nhiêu nhỉ? Thằng kia 26, thằng này khoảng 18 pix. Đấy. Sao, ui rồi. Cái gì thế này? Sao tự nhiên lại stop nó? Rồi, xong em cho cái tách nó cách cách ra một chút thì tách nó cách ra một chút thì em sẽ dùng gì ạ? Margin dry à? À hay vậy. Margin dry à? Nếp à? Khoảng bao nhiêu em nhỉ? 15 à? Đấy, ok, hợp lý nhỉ. Rồi, thì bây giờ em có nhiều cái danh sách của người yêu cũ. Tất nhiên thì ông nào cũng phải có tầm bao nhiêu người yêu cũ nhỉ? 100 người à? Nhiều thế, ok luôn. 100 người. Đấy, nhưng mà bây giờ nó chỉ giới hạn được mấy người thôi à? Ừ, và cái này thì em có thể sử dụng cái flat nit giống như vừa rồi. Nhưng bây giờ người yêu cũ của tôi có 100 đứa, à 100 người. 100 người và tôi muốn tìm kiếm cho nhanh thì tôi sẽ hiển thị cái chữ cái đầu giống như cái gọi là mục lục ấy, đúng không nhỉ? À, danh bạ điện thoại đấy, chính xác. Bây giờ tôi sẽ phải khai báo một cái data file. Nhưng mà em nhìn này, trong cái data file này thì nó hơi lạ. Thực ra nó chả lạ đâu mà nó sẽ là một cái gì đấy ạ? À? Đầu tiên là một cái mảng này. Trong cái mảng này thì nó mỗi phần tử của nó một đối tượng, một object. Và trong cái object này lại có một cái gì nữa ạ? À? Lại có một cái mảng nữa. Đấy, tức là như này. Em khai báo thử nhá. Em lại khai báo con sư tử này. Data file scan này. Em bằng, đầu tiên em sẽ bằng cái mảng đã. Trong cái mảng này em sẽ viết ở đây. Em nhìn này, cái thuộc tính đầu tiên sẽ có title. Title này nó sẽ chính là cái bảng chữ cái. Sau này mình sẽ dùng cái logic lập trình để mình tách nó ra, hoặc là mình có thể sử dụng truy vấn theo database cũng được luôn. Đúng không? Đấy, chúng ta có A này. A thì đó, sau đó là sẽ có tiếp là cả ở đây sẽ là data, đúng không? Phải data. Data của em sẽ là gì đây ạ? À? Hai chấm này. Data này lại là một cái mảng đối tượng tiếp. Để chưa? Và trong cái đối tượng này thì nó có tên và có thể cả ID đi, ID là một nhá. Rồi tên này, name này, hai chấm này. À, tức là cái người yêu mà bắt đầu bằng chữ A ấy thì nó sẽ có ai nhỉ? Anh gì nhỉ? Anh cu té ừ. Ảnh đáng nhỉ, thôi ảnh thì thôi nhá, các bạn tự cho ảnh vào nhá, tớ sẽ lấy một cái ảnh này thôi nhá, ok nhỉ. Ok, ảnh này sau đây có một phần tử nữa nhá, phần tử này cũng bắt đầu bằng chữ A đấy, ảnh này ông gì nhỉ, anh rồi nhỉ, oanh xác anh gì nhỉ, oanh phương phương oanh à, ừ nhỉ, anh chữ o nhỉ, thế A có ai nữa nhỉ, ảnh nhỉ, ảnh anh Hồ Tùng Mậu à, ừ anh Tuyết nhỉ, anh Tuyết rồi thì thế thôi, nghĩ ảnh y vẫn a ít lắm. Rồi sau đó anh em lại thêm một cái phần tử nữa trong cái mảng data file, anh em thêm vài phần tử nữa, a xong đến gì nhỉ, b à, b thì có gì nhỉ, b à, B thì có gì ta? Tất nhiên cái ID là duy nhất, em cố chỉnh cho nó là duy nhất. B thì có gì nhỉ? Hả? Bình à? À chà. Bình à. Bình hô chẳng hạn. Đấy, à, mình sẽ có 4. À, B nó còn có ai nữa nhỉ?
Bích à? Bích Ngọc. Đấy, mình thêm. Đấy, cái này là bình à, không phải bình nữa mà gì nhỉ? Báo. Hả? À, bầu băng băng đúng không? Đấy, ok, phải thêm vài cái nữa. Chữ C thì con gái chắc không có nữa nhỉ? Chung là con gái này là chung. Chung chó đấy á? Ô, cô cả chung chó này à? Chung Phạm Thị à? Ai chà. Ai đấy nhỉ? C nữa ai đấy nhỉ? Cúc à? À, Trinh à? Ai chà. Ngớ mặt nhỉ? Chó. Rồi ta tạm thế đã. Rồi thì bây giờ anh em nhìn này. Cả một cái mớ dài dài này anh em xóa hết đi. Em bỏ lại để một cái nào. Để một cái nhá. Đấy, anh em giã vào đây. Thì anh em nhớ rằng ấy, cái section list này nó khác với flat list một chút, nó có nhiều cái thuộc tính hơn. Em nhìn này, cái section list này thì nó có thứ nhất là cái section thì nó chứa data. Đấy, còn nó có thêm một phần tử là gender item. Đấy, và nó có thêm một cái là cái gender section header. Đấy, cái header chính là cái phần chữ A, chữ B, chữ C đấy. Thậm chí nó còn có gender section footer. Sau đó có phần key access check. Thằng này chính là cái key duy nhất của nó, chính là cái ID, đúng không? Rồi chúng ta thử nhé. Rồi chúng ta sẽ có section. Section viết nào anh em nhỉ? Phần đấy, section niche. Đây, anh em sẽ đóng luôn vào đây. Đóng. Rồi, enter xuống dòng đi. Cái đầu tiên nó là sẽ là gì ạ? À? Section em nhìn này, an array of object with data gì đấy, for section. Rồi, em bơm cái gì vào đây nhỉ? Cái mảng gì? À, cái biến gì của chúng ta? Data pha ke. Đấy chưa? Rồi. Cái tham số thứ hai đấy là gender gì ạ? À? Vậy hả? Rồi, gender item. Gender item chắc là gender về cái này em nhá. Đấy, gender về cái này. Ok. Thế mình sẽ gender về cái này luôn, Catronic. Nhờ gender thì em chú ý này, nó bằng này. Đấy, đầu tiên là xoắn này, mở ngoặc tròn này. Sau đó em vẫn phải vào cái xoắn ở đây nhá. Đây là cái đối tượng này, item này. Đấy chưa? Sau đó em cái gì nhỉ? Mũi tên à? Đó, mũi tên đó. Đây đúng không? Đó, sau đó em sẽ trả về cái này, hơi dài một chút. Đấy, trên thực tế thì người ta tóm nó thành một cái component riêng để làm cho nó dễ, quản lý cho dễ. À, thôi mình cứ để vào đây đã, khi mình nắm được rồi thì mình sẽ biến tấu nó sau. Rồi ok. Thì bây giờ cái item này ấy, thì mình sẽ Nguyễn Thị Nhung này. Thì bây giờ mình sẽ tương ứng ở đây là xoắn và in cái gì ra nhỉ? Item chấm gì ạ? À? Chấm gì ạ? À? Chấm name. Name nhá. Còn cái title này ấy, thì nó sẽ nằm ở cái gender. Nó lại là có cái gender như sau này em này. Nó nắm lắm em ạ. Đấy cái gì đấy? Tab một cái nhỉ? À, thế thì cái này cũng phải tab vào một phát nữa nhìn nó dễ. Đấy, ok. Trong này nó sẽ có thêm cái render section header. Đấy, cái này mới là cái mà nó chứa cái chữ A, B, C của em ấy. Nhá, em nhá. Rồi, sau đây em sẽ có vào xoắn này. Đấy, em cứ bỏ vào đây. Cũng tương tự em xoắn một cái và em để vào đây là section. Đấy, sau đó em sẽ trỏ đến. Đấy, rồi, trong này thì em sẽ trả về một cái check. Trỏ đến này. Check. Rồi, đóng check. Cái này sẽ là cái section.title. Đấy, section.title. Ôi, em có thể trang trí thằng cu này một chút thì em style cho nó một tí, một tẹo. Em có background color, em để nó màu đã là người yêu cũ thì màu gì nhỉ? Màu đỏ đi cho nguy hiểm. Em sẽ cho color màu trắng. Trắng là gì nhỉ? White. Ok. Rồi bây giờ em thử này. Hy vọng là nó sẽ không lỗi. Và em nhìn nó có lỗi không? Không. Đấy, em nhìn nó sắp xếp đúng. Ánh cute. Ừ đúng. Đấy, cứ từ từ nha. Đấy, ánh cute này, rồi là ánh tuyết, rồi bình hô, ngọc bích, bảo, bầu băng băng, trung thị phạm, cúc, trinh, cái gì nó cảnh báo đây? Đấy, nó bảo gì ạ? Ừ, nó cảnh báo nhưng không lỗi, nhưng mà chúng ta tốt nhất là sẽ giải quyết cái này. Để em nhìn này. Nó bảo là có hai cái key nó xem nhau, xem là gì ạ? Xem ấy. Ừ, đấy, chắc người ta sang là nghĩ. Ừ.
Tức là trong cái thằng này thì nó bảo là gì ạ? À? Để nó phân biệt giữa các phần tử với nhau thì nó sẽ cho cái key là duy nhất. À thì vậy chúng ta cố tình đặt cái key ở đây rồi. À, sẽ đổi thêm cái này là 5, cái này là 6, cái này là 7. Thằng cu này là gì nhỉ? 8 và bố này là 9. À, này là 10 hay là 9,5. À, như vừa nãy chúng ta nói thì trong này nó còn có một cái thành phần nữa là extract. Extract gì nhỉ? Key extract. Đấy, được chưa? Key extract. Và trong này thì sẽ phải lối thêm một cái key để làm sao cho nó duy nhất. Đấy, em nhìn nhá. Đấy, nó trỏ đến item, trỏ đến đây, copy luôn nhá. Rồi, bằng em phệt vào đây. Đấy, được chưa? Cái này là item. Nhá, cái này muốn nó là duy nhất thì em có thể là dùng item chấm luôn cái gì nhỉ? ID. Đấy, vì ID của mình là đảm bảo duy nhất. Sau này em đọc từ API mà API nó cũng từ database ra thì nó thường sẽ có cái ID là khóa chính là duy nhất đúng không? Đấy, unique. Đấy thì bây giờ nó không còn cảnh báo nữa. Đấy thì đây em cũng có thể làm được luôn một cái gọi là danh sách con nợ chẳng hạn, nếu em làm ứng dụng đòi nợ. Đấy, đúng không? Đấy, thì em có thể trang trí thêm phát nữa nhá, em có thể chỉnh bắt đính. Không đòi nợ có vấn đề gì đâu em. Ai mà chả là con nợ. Đúng tiếng. Rồi. Đấy, ok thì đấy là cái Scone View và Flatlit demo qua thông đó. Bây giờ chúng ta sẽ